Shop nhạc cụ Roland Thiên Tài. Xin chào tất cả quý anh chị đã đến với kênh YouTube Roland Virom Thiên Tài cũng như là kênh YouTube Roland Virom Thiên Tài. À, trước mặt của anh chị các bạn đây, hôm nay shop em uh, xin phép được lên một bộ Roland TD11K uh, giới thiệu sản phẩm tới của anh chị uh, để chúng ta cùng uh, nắm bắt rõ hơn về các chi tiết trên một bộ trống Roland TDK, uh, TD11K. Uh, đây là một bộ trống Roland. Uh, like new qua sử dụng à, tình trạng còn đẹp như mới nha quý anh chị thì à, nếu như quý anh chị có nhu cầu à, sử dụng những bộ chống Roland TD của Roland thì inbox cho bên em theo số hotline 0386 282 707 địa chỉ Tân Lập Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận anh chị có thể đến tận shop để chúng ta cùng trải nghiệm những sản phẩm bên em mang lại hoặc à, cứ hotline theo địa chỉ cũng như là số điện thoại em vừa new thì những sản phẩm line new anh chị em sẽ được bảo hành 6 tháng. Các mặt hàng new anh chị em sẽ được bảo hành 12 tháng tại shop nhạc cụ Roland thiên tài của em. Cảm ơn anh chị luôn dành chút ít thời gian để xem clip em review về các mặt hàng nhạc cụ cũng như là demo về trống Roland. Thì hôm nay em xin phép được quay cận cảnh một bộ trống Roland TD11K giới thiệu tới quý anh chị à, các bạn quý anh chị có nhu cầu quan tâm tới một bộ sản phẩm Roland TD 11K em đang review cũng như là đang quay một video trên inbox cho bên em em xin nhắc lại đây là một bộ chống Roland TD 11K qua sử dụng nha tình trạng còn đẹp như mới Tùy theo nhu cầu và sở thích của mỗi anh chị À, khi chúng ta có nhu cầu cao thì liên hệ em, em sẽ tư vấn cho mình à, Một vài chi tiết à, Trên một bộ trống cao cấp hơn TD-11K Line New qua sử dụng tình trạng còn len ken Em sẽ quay từng uh, chi tiết để anh chị cùng uh, tham khảo cùng Thấy rõ hơn về chi tiết trên một bộ trống Thì mỗi một bộ trống của anh chị sẽ bao gồm full đầy đủ như video em quay. Bên em có rất là nhiều các set chống để phục vụ theo đầy đủ nhu cầu của quý anh chị từ cao cấp cho tới tầm trung, cho tới trung bình. À, anh chị cùng xem từng uh, chi tiết trên một bộ trống Li New em sẽ quay từng chi tiết để anh chị cùng uh, thấy rõ hơn về một bộ trống đô td 11k những chi tiết trên trống đều rất là sạch và đẹp à, có thể nói là trên 90 phần trăm khoảng tầm 95 phần trăm cho những bộ Li New thì uh, cũng tùy nha anh chị nha bộ nào đẹp thì uh, tài sẽ nói đẹp còn bộ nào tình trạng còn hơi xấu một tí thì em sẽ nói hơi xấu một tí thì anh chị có cũng có thể xem qua video cận cảnh video em quay từng các chi tiết trên những con ốc của bộ trống còn rất là len keng rất là sạch bóng Rồi, em xin đọc lại địa chỉ để anh chị hotline khi có nhu cầu sử dụng trống 0386 282 707 địa chỉ Tân Lập Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận anh chị có thể đến tận shop em để trải nghiệm những sản phẩm anh em mang lại cũng như là à, những bộ sống khi anh chị có nhu cầu cứ hotline cho em nha đây là phần uh, modem Roland TD11 từng chi tiết trên trống rất là sáng bóng đây là video em quay cận cảnh cũng như là thực tế về một bộ trống Roland TD11K À, Tài có nhận làm tiếng cho các phần modem chống cho nên là anh chị em nào đang sử dụng những uh, bộ chống điện tử của Roland uh, Thì cứ hotline cho em, em sẽ nhận làm xét uh, tiếng tùy theo các đời modem của anh chị mà Tài báo giá nha Thì anh chị cảm thấy hợp lý thì chúng ta gửi modem về cho Tài làm Còn chúng ta thấy không hợp lý thì uh, anh em chúng ta giao lưu vào dịp khác anh chị có nhu cầu sử dụng chống cứ gọi thẳng trực tiếp cho bên em nha. Và anh em sẽ tư vấn và xét chống vừa tầm chi phí và theo nhu cầu của anh chị khi có nhu cầu sử dụng. À, ngoài các sản phẩm chống ra thì bên em à, còn có rất là nhiều các sản phẩm nhạc cụ cũ khác cũng như là về âm thanh để phục vụ cho các hộ gia đình có nhu cầu lắp đặt hệ thống âm thanh karaoke tại nhà nha Thì à, bên em có bán loa FPT của Ý, được sản xuất tại Ý, loa FPT tại Ý, khi chúng ta lắp đặt karaoke tại nhà thì rất là chuyên nghiệp, hát rất là hay, nhẹ nhàng Thì các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng à, nhạc cụ cũng như là âm thanh karaoke gia đình cứ hotline cho bên em nha Bên em sẽ tư vấn cho anh chị nhiệt tình hết mức có thể Và ráp một bộ vàng hay nhất có thể cho quý anh chị Thì trước mặt của anh chị đây bên em cũng có bán cái loại loa gọi là loa kẹo kéo đó Nhưng mà đây là loại loa JBL bạc tia bóc 710 karaoke di động Đây là một loa, đây là JBL thương hiệu của Mỹ nha anh chị nha à, Loa ti vừa phải nhưng mà đập rất là chất và đập rất là mạnh luôn thì anh chị có nhu cầu karaoke thì cứ hotline cho bên em để chúng ta sở hữu những con lo JBL của Mỹ như thế này nha hát karaoke rất là đỉnh, rất là đỉnh luôn nghe rất là hay rồi chúng ta cùng quay lại bộ Roland TD11 nè à, em xin nhắc lại để trước khi nhắc lại thì em sẽ nhắc lại và kết thúc clip nha thì đây là một bộ chống Roland TD11K Line New qua wow, sử dụng tình trạng còn đẹp như mới À, nếu như quý anh chị có nhu cầu sử dụng những bộ chống Roland Viron như thế này thì cứ hotline cho bên em theo số điện thoại 0386 282 707 địa chỉ Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận Anh chị có đến có thể đến tầng shop để trải nghiệm những sản phẩm like new hoặc những sản phẩm new từ bên em mang lại cho tới quý anh chị Cảm ơn quý anh chị trong thời gian qua luôn tin tưởng, tin dùng cũng như là đã luôn ủng hộ em cũng như là đăng ký theo dõi kênh youtube Roland Viron cũng như là kênh youtube thứ hai chuyên về biểu diễn chống Rom thiên tài. Bye bye hẹn gặp lại anh chị em trong những clip review tiếp theo chúc tất cả quý anh chị năm mới sắp tới có dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài hơn trong năm mới nha. Bye bye.